Ban tổ chức xin mời cầu thủ Nguyễn Văn Quyên về phía khu vực phỏng vấn. Xin được nhắc lại, ban tổ chức xin mời cầu thủ Nguyễn Văn Quyên. Ban tổ chức xin thông báo cổ động viên nào để quên một chiếc túi đen bên trong có laptop tại cửa từ Trịnh Hoài Đức vui lòng đến công an phường Cát Linh để nhận lại. Xin được nhắc lại, cổ động viên nào để quên một chiếc túi đen bên trong có laptop tại cửa từ Trịnh Hoài Đức vui lòng đến công an phường Cát Linh để nhận lại. Ban tổ chức xin mời cầu thủ Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội về khu vực phỏng vấn.